Tháng 11 năm 2014 tốt nghiệp, tôi được tổ chức phân công về quản lý địa bàn phường X quận Y. Và việc đầu tiên của một trinh sát hình sự là nắm bắt tổng quan về địa bàn đó. Nào là diện tích, số dân, các trục đường chính, địa bàn giáp danh, cán bộ chủ chốt, tình hình tôn giáo và hàng nghìn thứ khác. Nhưng thứ không thể bỏ qua hay yếu tố tiên quyết là tình hình tội phạm cũng như số đối tượng tiền án tiền sự hay có biểu hiện hoạt động phạm tội. Thấm thoát cũng 3 tháng trôi qua, nói không ngoa nhưng chẳng có ngõ ngách nào trong cái phường mà chưa có dấu chân tôi cả. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời của ngày đầu tháng 2 năm 2015, như thường lệ tôi thong dong trên con xe Emblade của mình. Khi đồng hồ mới chỉ 6 giờ 30 phút thì vụt qua là một người đàn ông trên con xe Dreamnat với quần áo trùm kín mít, trông hơi bẩn. Bẩn ở đây không phải là bẩn theo nghĩa đen mà là bẩn theo từ ngữ anh em chúng tôi hay dùng để gọi chỉ ai đó nghi vấn. Sao mắt trời thế này đi xe phải trùm kín mít khổ thế nhở? Tôi thoạt nghi, rồi bằng cái linh cảm mà chẳng ngôn ngữ nào tả nổi tôi hướng đi theo hắn. 400m tiếp theo chẳng có chuyện gì cả, hắn vẫn cứ trước và tôi vẫn cứ sau thì đột nhiên hắn bật xi nhan rẽ trái. Sẽ bình thường nếu như trước mặt là ngã tư hay ngã ba gì đó, nhưng không, đây là con đường thẳng thì nó xi nhan làm cái quái gì nhở? Tôi đánh mắt ra xa thì thấp thoáng bên vệ đường là hai người đàn ông đang dựng xe bên đường hút thuốc trò chuyện với nhau. Có bên đây, tôi giảm tốc độ xe, đi gọn vào lề đường cho khoảng cách hai người dần xa ra, rút điện thoại rồi tiếp tục bám theo. Tay phải lái xe, tay trái lăm lăm chiếc điện thoại áp vào má rồi toe toét cười đùa như đang nói chuyện với ai, nhưng thực tế là máy quay đã sẵn sàng hoạt động. Khoảng cách của người đàn ông đi Dream mà tôi tạm gọi là hắn, với hai người đứng bên đường gần lại. Rồi bất chợt cả hai vứt vội điếu thuốc rồi lên xe quay đầu đi theo hắn của tôi. Thú thực là tôi cũng run ra phết đấy, chẳng hiểu sao tôi lại run. Nhưng tâm lý của trinh sát mới vào nghề đứng trước cái nghi vấn lù lù trước mặt mà. Nuốt nước bọt một cái, tôi tăng ga đi theo cả ba với máy quay sẵn sàng trên tay. Khoảng cách là 40m, tôi miên man trong bao dòng suy nghĩ. Bọn này làm cái đéo gì thế nhở? Hai thằng kia chuẩn bị cướp giật à? Hay bọn nó hẹn nhau đi đâu? Hai thằng đằng sau trông ngẹo lắm. Thì bất chợt cả ba giảm tốc độ rồi đỗ xe bên vệ đường. Máy quay của tôi lập tức được bật, tôi chuyển máy áp sang tay phải. Ga vẫn đều, mặt vẫn tươi. Mồm vẫn toe toét trò chuyện từ từ đi qua chỗ hắn của tôi đang đứng mắt quan sát. Từ trong túi quần sau, hắn lấy ra một cái gì đó mà thực tế tôi chẳng biết được nó là cái gì, rồi trao cho người đàn ông dáng cao gầy bằng một cái bắt tay đầy khả nghi. Xe máy của tôi vụt qua, tất cả những gì tôi thu lại được là cái bắt tay, thông tin xe máy cũng như dáng dấp của ba đối tượng. Bỏ mẹ rồi, ma túy, là mua bán ma túy. Ngoái đầu nhìn lại, hắn và hai người kia đã mỗi người một ngả, tôi vội quay đầu lại, cất điện thoại vào túi, tăng ga bám theo hắn của tôi. Đi một mình mà, biết theo ai bây giờ nên tôi bỏ qua hai người kia mà chọn theo hắn. Cứ thế tôi bám theo thì bất ngờ hắn giảm tốc rồi rẽ vào một căn nhà nọ. Nó vào đây làm gì nhở? Tôi đỗ xe cách đó không xa quan sát. Gần một tiếng trôi qua chẳng thấy hắn chui ra thì tôi có thể 80% khẳng định. Nhà nó đây rồi mà lại trên địa bàn của mình quản lý chứ. Nhưng nó là thằng nào? Trong kiểu này chắc phải ngoài tầm 40, tôi phi vội xe về cơ quan. Sau một tiếng ra duyệt, hỏi han thì đây rồi, sai vào đâu được. Nguyễn Ngọc Phan, tên đối tượng đã bị thay đổi. Sinh năm 1970, đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra tù được 6 tháng. Phan có một vợ 2 con gái tên Hoa, sinh năm 1998, con trai tên Thắng, sinh năm 2000. Cái quan trọng là trong khu ấy chỉ có mình Phan là đối tượng đã có tiền án về ma túy nên niềm tin của tôi tăng lên đáng kể. Nhưng các bạn biết đấy, làm hình sự thì phải chắc chắn. Để củng cố cái việc hắn và Phan là một và cái sự việc hay ho tôi vừa mới thấy có phải mua bán ma túy không thì tôi phải xác minh tiếp. Mới chỉ là nghi vấn nên đâu dám báo cáo chỉ huy, thế nên lại phải đơn phương độc mã tính mà thôi. Thế là tôi nhắm đến con gái của Phan, nghe nguy hiểm nhỉ, nhưng các bạn đừng hiểu sai nhé. Qua trường trung học phổ thông, tôi có được ảnh và số điện thoại của Hoa. Việc đầu tiên là check Facebook, Zalo, thì quả nhiên trong số hình ảnh đăng tải có hình Hoa chụp cùng gia đình. Lưu ảnh trên vào điện thoại cũng là lúc đồng hồ báo 11 giờ sáng. Chắc là học sinh phổ thông sắp tan học rồi đây. Tôi phóng xe quay lại vị trí quan sát trước cửa nhà hắn, chờ đợi với tấm ảnh thẻ của Hoa cùng bức ảnh vừa lấy được trên mạng. 12 giờ kém 15, một nữ sinh trong bộ đồng phục dựng xe đạp trước nhà hắn, rồi đưa tay mở cổng ngõ. Tôi nổ xe máy lại gần, tay cầm điện thoại vừa đi qua vừa nói chuyện với cái điện thoại tắt ngầm.
Hoa à, anh đây, em đang ở đâu đó, mục đích là để nữ sinh kia nghe thấy tôi gọi Hoa. Và quả thực cô bé ấy quay lại nhìn tôi ngay khi tôi vừa dứt câu Hoa à, khuôn mặt ấy sai vào đâu được, đúng là Hoa đây rồi, tôi thầm nghĩ. Để chắc chắn hơn rằng hắn là fan mà không phải ai khác, tôi dừng xe lại, cất điện thoại vào túi chạy lại chỗ Hoa hỏi han về khuôn mặt tò mò. Em ơi, cho anh hỏi thăm nhà chú Phan. Vâng, anh hỏi bố em có việc gì đấy ạ? Anh ship hàng đến, bố em có nhà không? Vừa hỏi tôi vừa cúi xuống nhìn qua ô cửa ngõ vào trong sân, vẫn thấy con xe Dreamnat vừa nãy hắn đi dựng bên trong. Em không biết bố em có nhà không, vừa nói Hoa vừa mở cửa, nhìn thấy chiếc xe máy, Hoa nói tiếp, xe bố em kia, chắc là bố em có nhà, để em gọi bố em ra. Ngon rồi, hắn của mình ở đây rồi, Phan ơi là Phan, tôi đã nghĩ như thế đấy. Nhưng nhỡ hắn ra gặp mình thì biết ăn nói sau đây, tôi nhanh mồm đáp luôn. Em ơi, nhưng bố em có phải chú Phan làm bộ đội có vợ tên Bích không? Anh thấy ghi trong bưu phẩm là nhà Phan Bích. Vừa nói tôi vừa giả vờ tìm tòi trong cái ba lô trống không mang theo. Hoa trả lời, thế thì anh nhầm nhà rồi, mẹ em không phải là Bích. Ai chả biết mẹ em không phải là Bích? Tôi vội đáp, thế là chắc anh đi nhầm nhà, để anh đi tìm lại vậy. Chào em nhé. Cứ thế, tôi vút xe đi ngay mà không ngoái lại lấy một lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là Phan, hắn đầy nghi vấn của tôi là Phan. Nhưng khoan đã, đúng là Phan đấy, nhưng chắc gì cái Phan lấy ra đã là ma túy, và chắc gì cái bắt tay mờ ám kia đã là mua bán ma túy. Cứ thế, vô số câu hỏi lại hiện ra trong đầu tôi, rồi làm sao mà xác minh được đó là mua bán ma túy bây giờ. Hạ quyết tâm, 6 giờ sáng hôm sau, tôi đã vào vị trí có thể quan sát được toàn bộ khu vực xung quanh nhà Phan. Bằng bộ quần áo cũ kỹ, khẩu trang ngăn mặt cùng tấm biển xe ôm vắt vẻo trước xe, tôi thành công hòa mình vào trong dòng người mà chẳng khiến ai nghi ngờ. Tôi tập trung quan sát, 7 giờ, 8 giờ, 8 rưỡi, 9 giờ, 5 tiếng cứ thế trôi qua. Phan ơi, sao anh chưa ra? Tôi lẩm bẩm. Người thì đã thấm mệt, mắt thì cũng hơi mỏi vì quá tập trung, cùng bao suy nghĩ vật vương. Tôi quyết định ngồi lâu thế này chắc cũng không tốt, dễ sinh nghi, tôi nổ máy về đơn vị mà chẳng thu được gì. Ngày hôm sau, vẫn kịch bản như hôm trước, chỉ khác là tôi thi thoảng nổ máy đi loanh quanh cho khuây khỏa, chứ kết quả thì cũng chẳng có gì khác biệt. Được rồi, quá tam ba bận, tôi cất xe vào vị trí đúng lúc 6 giờ 10. Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng thì Phan cũng chịu lò mặt ra, vẫn còn xe Dreamnat, vẫn trang phục kín như bưng, Phan nổ máy đi theo cung đường y như lần đầu tôi gặp hắn. Và rồi giống như những gì tôi nghĩ, Phan đi thẳng và xi nhan bất thường. Lần này thay vì hai người đàn ông ngồi trên một chiếc xe thì lại chỉ có một. Cũng không giống với đặc điểm của một trong hai người hôm nọ. Nhưng thôi kệ đi, cứ bám theo cái đã. Tôi bật máy quay, để ngay ngắn trong túi áo, chỉ thò ra chút camera để ghi hình và duy trì khoảng cách vừa phải. Rồi cái gì cần thấy cũng phải thấy, Phan lại bắt tay người đàn ông kia đầy nhanh chóng và cái bắt tay ấy lại nằm gọn trong máy quay của tôi rồi. Tôi thay đổi chiến thuật, lần này tôi bám theo người đàn ông kia, đi được khoảng 2 km. Người đàn ông đột rẽ vào trong một bãi tha ma ven đường. Chắc thằng này vào đây để chơi rồi. Tôi quay xe phi vội vào quán nước gần đó, rồi chạy sang bãi tha ma, tay ôm bụng giả vờ đi vệ sinh. Loay hoay mãi thì người đàn ông ấy cũng nằm gọn ghẽ trong máy quay nghiệp vụ của tôi, với những pha vỗ ven giòn giã, cái xi nhỏ nhắn nhọn hoắt, phát đâm dứt khoát, rồi biểu cảm khuôn mặt phê pha mà tôi chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho các bạn hiểu được. Kết thúc buổi sáng tốt lành bằng những thu hoạch ngoài mong đợi, tôi đã có thông tin về người đàn ông bắt tay với Phan, đặc điểm, biển số xe và số nhà của anh ta. Nhưng cái lớn lao hơn cả là nghi vấn Phan bán ma túy được khẳng định trong tôi hơn bao giờ hết. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để khẳng định 100% Phan bán ma túy, nhỡ như cái bắt tay kia không phải là bắt tay ma túy. Mà số ma túy người đàn ông sử dụng ở nghĩa trang hắn có trước khi bắt tay với Phan thì sao? Bằng sự hỗ trợ từ đồng đội, nhân thân đối tượng được làm rõ là Cao Thanh Hà, sinh năm 1980. Để có đủ chứng cứ bắt Phan thì Hà là một mắt xích quan trọng và cứ thế một kịch bản bắt giữ Phan dần hình thành. Wow, các bạn có thấy câu chuyện này thú vị không? Nếu có hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Nếu các bạn thích những bài viết như này, các bạn có thể đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!